cho đội nhóm của Phương, cho tất cả những cái người mà Phương đang hỗ trợ và dẫn dắt. Lý do đó đủ lớn để vũ trụ luôn hậu thuẫn cho Phương, để Phương chinh phục cái mục tiêu của mình. Tại vì cái mục tiêu của Phương, nó Phương gắn liền cái mục tiêu của Phương với cái sứ mệnh và với cái lợi ích của tất cả mọi người xung quanh luôn. Khôn lắm các anh chị, khôn lắm nha các anh chị. Giờ các anh chị muốn đặt mục tiêu, các anh chị phải thuyết phục được vũ trụ, thuyết phục được tiềm thức của mình, thì các anh chị sẽ hiểu là cái mục tiêu của mình đó, các anh chị gắn với cái lợi ích của người khác nữa. Gắn lợi ích của người khác nha, gắn lợi ích người khác vô, cái là tối cái các anh chị ngồi nói chuyện, chỗ vũ trụ ơi, vũ trụ cho tôi đạt cái điều này đi chứ. Tại vì nếu như tôi đạt được cái điều này á, tôi sẽ mang lại cái lợi ích cho người này người kia, tôi sẽ là cái người truyền cảm hứng cho người này người kia, cho con tôi, cho gia đình tôi, cho những người mà tôi đang đồng hành và dẫn dắt. Tại vì tôi phải có kết quả, tôi phải làm được thì đội nhóm của tôi mới làm được, tôi phải làm được thì tất cả mọi người xung quanh mới làm được. Nên là vũ trụ phải cho tôi thành công đi, phải cho tôi làm được cái điều này đi. Ngày nào thuyết phục anh chị, tối đến là ngồi cầu nguyện, sau đó thuyết phục nguyên cả cái đội nhóm, cái công ty của mình, cái doanh nghiệp của mình, họ chỉ nhìn mình thôi. Mà nói mà mình không có kết quả, không ai nghe hết trơn á. Nên là sao? Mình phải làm cho bằng được, mình mọi cách mình phải làm cho bằng được để họ nhìn thấy được kết quả của mình. Phương nhẹ nhàng lắm, Phương lãnh đạo nhưng mà Phương nhẹ nhàng, chả có nói, chả có quản lý ai hết trơn. Họ tự được truyền cảm hứng, họ tự làm theo. Nên là sao? Doanh nghiệp của Phương tự động hóa các anh chị đó. Nên là cái điều mà các anh chị đặt mục tiêu á, là cần phải có cái ý nghĩa, gắn cái ý nghĩa với cộng đồng nha, được không ạ? À? Anh chị hiểu mà, ok không ạ? À? Đó là cái bí kíp mà các anh chị sẽ thuyết phục chính cái mình và chính tiềm thức của mình luôn. Rồi ok, bây giờ vô cái phần chính là các anh chị, vô phần chính nha. Giờ chúng ta cái mục tiêu có rồi, cái con số có rồi, vậy thì chúng ta sẽ, tôi sẽ hướng dẫn thì các anh chị sẽ nắm được cái chìa khóa để cho tất cả các bức tranh các chị đều viết như vậy luôn nha. Có thể bức tranh 30 ngày, có thể là bức tranh 6 tháng, chúng ta đều có một cái form viết như nhau, viết như nhau nha. Đầu tiên là cái việc này có nghĩa là tại sao chúng ta cần phải viết bức tranh, có nghĩa là chúng ta phải sống như thể đã đạt được rồi ha. Cái mà một trong những cái ý nghĩa, một có ý nghĩa và hai sống như thể đã đạt được rồi, thì cái điều đầu tiên chúng ta cần phải lưu ý đó là chúng ta trong cái bức tranh đó phải có đầy đủ năm giác quan đó. Đầy đủ năm giác quan nha các anh chị, có nghĩa là sao? Mắt lúc này nè, mắt nhìn thấy điều gì, tí nữa Phương sẽ giải thích sâu hơn. Bây giờ các anh chị cứ ghi nè: mắt, mũi, miệng, tai và cảm xúc, đó là năm giác quan. Rồi ha, đó ok chưa ạ? Năm giác quan ha, có nghĩa là gì? Mắt mình nhìn thấy gì đó, mũi mình ngửi thấy mùi gì, tai mình nghe thấy cái gì đó, và mình cảm xúc như thế nào trong cái lúc đó. À, rồi bây giờ nói, bây giờ đầu tiên, cái yếu tố đầu tiên chúng ta còn phải chọn cho mình một cái địa điểm, chọn cho mình một cái địa điểm nha. Rồi hôm nay ví dụ như các anh chị sẽ ghi nè, đầu tiên là có ngày tháng, sau đó là địa điểm. Ngày tháng là gì? Hôm nay ngày 30 tháng 6 năm 2022 là một cái ngày vô cùng tuyệt vời. Chúng ta chọn một cái, đầu tiên là có điện, có thời gian trước, sau đó là sao? Địa điểm, thời gian cụ thể và địa điểm rõ ràng ha. Cái địa điểm á, các anh chị có thể lựa chọn cho mình. Có nhiều anh chị là sao ạ? Có nhiều anh chị là ăn mừng bức tranh tại cái nhà của mình luôn, nhà của mình. Hoặc là các anh chị sẽ chọn cho mình cái thời điểm đó là chúng ta đang ở đâu, ở quán, một cái quán cà phê hay là một cái nhà hàng, một cái nhà hàng hoặc là bất kỳ một cái nơi nào mà chúng ta có cảm xúc, chúng ta có cảm xúc nha các anh chị đó. Và chúng ta chọn một cái nơi nào nó sang trọng nha, sang trọng tí
để cho chúng ta có cảm xúc là mình được thành công á, cảm xúc thành công nó rất quan trọng. Tôi ví dụ như thế này nè, hôm nay đó, ngày 30 tháng 6 năm 2022 là một ngày vô cùng tuyệt vời. Lúc này đây là mấy giờ, sáng hay chiều? À, buổi sáng thì lúc mấy giờ? 9 giờ sáng, đúng không ạ? Và lúc này thì sao, 9 giờ sáng thì trời như thế nào, không khí như thế nào? Trời, à, hôm nay trời nắng dịu, không khí rất là mát mẻ. Và tự nhiên thấy ở trong cái tâm hồn, cái tinh thần của mình là sao ạ? Rất là nhẹ nhàng, rất là thoải mái, rất là hạnh phúc. Đó. Và lúc này đây tôi đang ở một cái nhà hàng 5 sao, cái gì gì đó. Ví dụ ngày hôm nay là chúng ta được đi ăn uống cùng với gia đình của mình, hoặc là đi quán cà phê cùng với gia đình của mình. Chọn cái nơi nào nó sang trọng, và nơi đó là cái nơi mà mình đã từng đến nha các anh chị. Tốt nhất là đã từng đến. Hoặc là nếu mà chưa đến nhưng mà mình muốn đặt cái nơi đó, cài vào, cài đặt vào trong cái bức tranh của mình, thì các anh chị phải có được cái hình ảnh của cái nơi đó. Có nghĩa là các anh chị kiểu gì cũng phải phải bước đến cái nơi đó đã thì chúng ta mới có cảm xúc nha. Chứ giờ các anh chị ví dụ như ở ngoài Hà Nội đi, giờ các anh chị chưa bao giờ lên cái tòa nhà Landmark 81, nhưng mà anh chị nói mình thích cái tòa nhà đó và mình đặt cái bức tranh tài chính là ngày hôm đó mình đang ở cái tòa nhà đó. Nhưng mà khi mà mình vô trong cái bức tranh á, mà trong cái tòa nhà đó có gì mình chả biết nữa, trong cái quán cà phê trong cái tòa nhà đó không biết có cái gì nữa, thì không có gợi cho mình được cái hình ảnh bên trong cái tâm trí của mình, thì bức tranh không đạt. Ok không ạ? Đó, nên các anh chị chọn địa điểm thì hãy nhớ là cái địa điểm đó mình đã từng đến, hoặc là cái địa điểm nào mình yêu thích và mình đặt mục tiêu là sẽ đến cái chỗ đó, mình phải biết rõ cái chỗ đó nha. Rồi, địa điểm ok chưa ạ? Rồi, tiếp theo, yếu tố tiếp theo đó là các anh chị đi cùng với ai. Chọn một cái người sẽ đi cùng với mình ngày hôm đó. Cái người này rất quan trọng nè các anh chị. Cái người này có thể là vợ mình, có thể là chồng mình, có thể là con của mình, có thể là bạn bè của mình. Nhưng mà lưu ý là cái người này phải biết và hiểu về những cái gọi cái gì các anh chị đang làm, đang học, hiểu về luật hấp dẫn, hiểu về sức mạnh tiềm thức càng tốt, và hiểu được là cái sự thành công á, có nghĩa là hiểu được cái ăn mừng thành công á. Để khi mà các anh chị ăn mừng thành công ra và họ chúc phúc cho các anh chị, chứ không phải là nếu mà ví dụ như mình đi với cái người bạn á, sao mình yeah, mình ăn mừng thành công, cái nó ủa con này nó bị sao á, em ơi bị gì á, tự nhiên mình tụt cảm xúc liền. Nên là cái bức tranh của chúng ta cần phải giữ được cái cảm xúc. Nên là ví dụ như vợ mà chồng mình mà chưa có biết là mình học cái này, hoặc là phản đối, hoặc là không có hiểu được cái ý nghĩa của cái việc mà ăn mừng thành công, thì chúng ta chọn một cái người nào đó mà chúng ta cảm thấy ok ha, đi cùng với chị em, cùng với đồng nghiệp, cùng với bạn bè cũng được. Cái người nào mà phải tích cực nha các anh chị, nhớ là chọn cái người tích cực để đi cùng, để ăn mừng thành công với mình. Rồi ok, tiếp theo nha. Xong yếu tố tiếp theo nha. Rồi, khi mà chúng ta chọn được cái người rồi, bây giờ chúng ta sẽ mô tả này. Bây giờ bắt đầu mô tả cảnh là bắt đầu có mắt này, đúng không ạ? Bây giờ con mắt của chúng ta quan sát nhìn thấy điều gì? Đầu tiên thì chúng ta sẽ mô tả mình trước, mình ăn mặc như thế nào. À, lúc đó đúng không ạ? Mình ăn mặc như thế nào? Và các anh chị chọn cho mình một cái bộ quần áo mà mình yêu thích đó. Chúng ta thích cái bộ đó và chúng ta nêu, và chúng ta khi chúng ta mặc cái bộ đó chúng ta cảm thấy sang trọng, chúng ta cảm thấy là gọi là sao, có cái khí chất ở trong đó. Ví dụ như các em nam thì mình sẽ mặc áo sơ mi đóng thùng, hoặc là mang vest hay là gì đó, mang cái đồ nào mà mình cảm thấy mình đẹp á, mình cảm thấy mình tự tin á. Hoặc là các chị nữ thì mình sẽ mang váy, mặc váy, hoặc là các anh chị nào cá tính thì mình mặc đồ sơ mi, hay nói chung là cái điều gì mà làm cho anh chị cảm thấy mình tự tin thì chúng ta sẽ chọn bộ đồ đó mặc, được không ạ? Vô có thể vô cái tủ đồ của mình xem cái bộ đồ nào mà mình khoái nhất, mình thích nhất, mình sẽ mô tả cái khung cảnh mà hôm đó mình mặc cái bộ đồ đó đẹp sang trọng như thế nào, ok không ạ? Ví dụ như là lúc này đây tôi đang mặc cái bộ quần áo là một cái váy ôm body,
Own body, các anh chị sẽ mô tả, các anh chị nữ á, tại vì bây giờ là cái lúc mà mình sẽ mô tả luôn, gắn luôn cái phần mục tiêu về sức khỏe này các anh chị, gắn luôn mục tiêu về sức khỏe này. Các anh chị nữ, ví dụ như các anh chị đang chưa được thon gọn vòng bụng đi chẳng hạn, thì tới mục tiêu của mình tới 30 ngày tới là bây giờ cái bụng mình đã thon gọn, thì nói bây giờ tôi đang mặc cái bộ váy body đó, đúng không ạ? Body đó là thể hiện ra cái đường cong rồi cái dáng thon gọn của mình đó. Và lúc này đây sao ạ? Nhìn tôi rất là đẹp, rất là sang trọng, rất là quyến rũ, và tôi rất là tự tin, tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết. Các chị dùng những cái từ ngữ để thể hiện cái sức khỏe của mình đang rất là dồi dào nha. Cài luôn cái phần sức khỏe của mình vô nha anh chị. Dù anh chị đang như thế nào không cần biết, đang giờ chưa khỏe hay không khỏe không cần biết, nhưng mà tới ngày hôm đó là cái bức tranh của mình là phải lung linh, là phải mình phải khỏe nhất. Ok không ạ? À? Bạn comment anh chị ok không ạ? À? Ok thì comment ok cho Phương nha. Rồi, ok ha. Đó là chúng ta khi mà Phương hướng dẫn cả nhà càng chi tiết càng tốt, cho tới khi mà Phương nói các anh chị ơi, bây giờ chúng ta hãy hình dung bức tranh của mình, nhắm mắt lại cái một vài giây thôi là cái bức tranh nó đã hiện ra, bức tranh đã hiện ra trước mặt. Rồi tiếp theo, vậy cái người đi bên cạnh của mình á ăn mặc như thế nào, mô tả họ vô nha. Người đi bên cạnh của mình, ví dụ như chồng mình, thì lúc đó chồng mình đang mặc ăn mặc như thế nào. Ví dụ vợ mình thì vợ mình ăn mặc như thế nào, hoặc là đồng nghiệp của mình thì họ ăn mặc như thế nào. Đó, quần gì, áo gì, váy gì, màu gì. Rồi, sau khi đó thì các anh chị đang làm gì với nhau. Lúc đó mình ví dụ như các anh chị đang mô tả trong quán cà phê, thì các anh chị đang ngồi làm gì với nhau. Đang ngồi tại một cái địa điểm đó, thì xung quanh của chúng ta, xung quanh cái không khí của cái nhà hàng hoặc là cái quán cà phê đó như thế nào, đúng không ạ? Ví dụ cái quán đó là người bình thường là đông đúc nhộn nhịp, hay là ngày hôm nay là nó vắng vẻ, hay là cái không khí nó yên tĩnh hay sao, rồi những cái thứ xung quanh của mình, bàn ghế hoặc là cái trang trí của cái nơi đó như thế nào. Hay là ví dụ các anh chị ăn mừng thành công ở nhà mình, thì lúc đó mình đang ở phòng bếp, phòng khách, hay là ở cái phòng nào, thì mình phải mô tả là lúc này đây là mình đang ở cái phòng ngồi chỉnh chệ ở trên phòng khách, xung quanh phòng khách thì có gì, lúc này đang có cái gì. Ở chúng ta phải mô tả cho cái não của mình, cho cái tiềm thức của mình biết rõ chi tiết. Giống như ngày hôm qua chủ tịch Nguyễn Diễm có phân tích, đúng không ạ? Đó, không có chi tiết là không có, không có tiềm thức nó không hiểu nha, tiềm thức không hiểu. Nhưng bây giờ anh chị đang nói gì, giống như nói cho đứa con 3 tuổi của mình nghe gì đó, nên là đừng có tắt và đừng có nghĩ là cái gì thì tự bên trong mình tự hiểu. Dạ không có đâu ạ, nó không tự hiểu đâu nha, các anh chị phải ghi chi tiết càng tốt. Rồi ok phần này chưa ạ? Các chị đang làm gì, lúc đó đang làm gì, ví dụ như là mình đang uống cà phê, đúng không ạ? Thì đó, thì uống cà phê hoặc là uống một cái ly nước ép, hoặc là mình uống cái gì đó, thì đúng không? Mình mô tả là sao đó, mình đang ngồi với bạn rồi bên trên bàn là gì, là những cái ly nước uống mà mình yêu thích đó, cái vị, cái mùi nó như thế nào. Đó, ví dụ như uống cà phê thì cái vị, cái mùi cà phê là một cái trong những cái vị đặc trưng nhất cho các anh nam hay thích. Chúng ta cài cái vị, cái mùi làm sao chúng ta được nêu á, nêu cảm xúc á. Và rồi cái vị lúc đó chúng ta nếm cái đồ ăn hay cái nước uống nó như thế nào. Đó là giác quan đó, các anh chị có giác quan là có cái vị giác á. Đây, ok không ạ? À? Các anh chị nêu cái mùi là ngửi thấy cái mùi gì nha. Một là ngửi thấy những cái mùi thơm về cái nước uống hoặc là cái đồ ăn. Hoặc là các anh chị ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng. Của cái nước hoa mà mình thích, yêu thích đó. Hoặc là nêu cái mùi nào mà các anh chị yêu thích. Nhớ là không nêu cái mùi đặc trưng nha. Và các anh chị lưu ý là có nhiều anh chị nói hôm nay mình đi ăn ngon, muốn đậu mắm tôm với bạn mình,
nêu cái mùi mà nó không sang tí nào luôn, tỉnh thức không hiểu đâu, nên là đã nêu thì nêu cái mùi nó sang trọng tí. Bây giờ chúng ta nêu cái mùi bún đậu mắm tôm á, nó cũng có mùi đặc trưng đó cả nhà, nhưng mà sao hả, nó không có sang trọng thì tiềm thức của mình nó không có cảm xúc nhiều đâu, với lại tiềm thức của mình sẽ hiểu thêm một cái ý khác đó. Rồi ok, phần này thì anh chị ok thì giơ tay ok cho Phương nha, rồi Phương đi tiếp nha. Rồi và lúc này đây chúng ta đang cảm xúc như thế nào sau khi mà mắt quan sát thấy điều gì đúng không ạ? Đó, lúc này đây thì chúng ta đang cảm xúc như thế nào và tai chúng ta đang nghe thấy điều gì? Có thể là sao ạ? Chúng ta đang ngồi trao đổi với bạn bè về công việc kinh doanh đó, hoặc là chia sẻ những cái thành công của mình trong một tháng vừa qua mà mình ứng dụng sức mạnh tiềm thức luật hấp dẫn mình thành công như thế nào. Đó, tóm lại là các anh chị đang nói cái câu chuyện gì? Tích cực nha. Các anh chị tắt mic giúp Phương nha. Ok, rồi tiếp theo các anh chị cảm xúc như thế nào nè, bây giờ mới là cái điểm mấu chốt này các anh chị, đây là cái điểm mấu chốt nè, lúc này đây mình đang cảm xúc như thế nào và phải làm sao đẩy cái cảm xúc mình lên cao nhất, rồi lúc đó mới cái khoảnh khắc tìm về, mới có cái khoảnh khắc tìm về. Ví dụ như là lúc này đây, ví dụ như mình nói là mình đang ngồi với vợ hoặc là chồng mình đó, chia sẻ những cái thành công mà mình cảm thấy trời ơi, mình cảm thấy mình rất là tự hào về chính bản thân mình trong những cái thời gian vừa qua mà đã đạt được những cái thành công đó, mình cảm xúc vô cùng hạnh phúc luôn, nhìn cái người thân của mình họ cười nói làm cho mình cảm xúc như thế nào, làm cho mình hạnh phúc như thế nào, đúng không ạ? Đó, sau khi mà mình cảm thấy trời ơi tự nhiên cực kỳ hạnh phúc vui vẻ thì trong cái khoảnh khắc đó là sao, trong cái khoảnh khắc đó là tự nhiên cái điện thoại của mình rung lên, điện thoại của mình rung lên là sao ạ? Mình cầm cái điện thoại lên các anh chị, cầm cái điện thoại lên, sau đó thì đập vào mắt của mình là sao, trên màn hình điện thoại á, dấu cộng vào tài khoản của đó, tài khoản của cái khách, tài khoản Techcombank, BIDV gì đó của cái khách được cộng vào cái số tiền là cái số tiền mục tiêu của mình đó, được không ạ? Sau đó thì chúng ta làm sao, lúc đó sao tiền về sao anh chị, tiền về thì chúng ta như thế nào các anh chị ơi? Tiền về sao ạ? Thể hiện cảm xúc của mình ra nha. Tiền về mà mình không có vui. Trời ơi, đang nói tiền về sao không có anh chị nào cười cho ta. Cười đi các anh chị. Tiền các anh chị đang về nè. Sung sướng làm sao đây? Mô tả, lột tả hết cái cảm xúc của mình ra. Càng cảm xúc nhiều càng tốt. Mình làm sao? Ví dụ như tiền, cái lúc đó tiền tinh tinh về tài khoản. Oh my god, đúng không ạ? Cầm lên cái điện thoại lên, mình giống như mình mô tả cái cảm xúc là gì, ví dụ như các anh chị đặt lên cái bức tranh là sao 100 triệu, các anh chị đặt thử các con số là có đang đúng là một là đúng cái con số 100 triệu hay không, thì sau đó mình nhảy cẫng lên, mình vui vẻ, mình hạnh phúc, mình nói cái từ gì nha, mình nói từ gì các anh chị, nói cái từ gì ạ? Nói trời ơi nhớ không? Kìa, Thủy đã thành công rồi, cha Thủy đã đạt được mục tiêu tài chính của mình rồi, tiền lợi nhuận, trời ơi yeah. Đọc cái con số tài chính của mình ra. Đó, để ý cái cảm xúc lên cao chào. Biết ơn tiềm thức, biết ơn vũ trụ thì á, vô cùng sung sướng luôn. Sau đó thì sao ạ? Cái người mà ngồi bên cạnh mình á, chúc phúc mình câu gì? Nha. Họ nói cái câu gì chúc phúc nha. Chứ chúng ta đừng có mô tả qua loa là tự nhiên chồng của tôi cũng vui lay tôi, hoặc là vợ của tôi cũng vui lay tôi. Dạ không, mình nói coi, thích nghe cái câu gì cài vô. Trời ơi gì, vợ đã đạt được mục tiêu tài chính rồi hả? Trời ơi vợ xuất sắc quá, trời ơi yêu vợ quá, ngưỡng mộ vợ quá, tự hào về vợ quá. Hoặc là nếu mà con của mình đi cùng nó, trời ơi mẹ giàu quá, ba giàu quá, ba ơi chỗ nhà mình giàu quá, yeah mình nhiều tiền quá. Có nghĩa là cài vào cái câu gì mà các anh chị làm cho các anh chị cảm xúc nhiều nhất, cao nhất. Anh chị ok phần này không ạ? Ok không? Hiểu cái phần này không ạ? Hiểu nha. Đã ok ha. Sau đó thì sao ạ? Sau cái khoảnh khắc đó, ví dụ như các anh chị muốn, các anh chị có thể làm thêm một cái động tác nữa, là chúng ta cùng hò hét lên đó, tôi với bạn tôi là cùng đập tay, vỗ tay hoặc là nhảy cẫng lên đó, ôm nhau hay là gì đó, cảm xúc là sung sướng, hạnh phúc,
Sau đó thì sao, mình một là các anh chị có thể ăn mừng thêm với cái người bạn mà đang hỗ trợ mình. Ví dụ các anh chị nào đang được Phương hỗ trợ, nhắn cho Phương cái tin hoặc là gọi cho Phương: Phương ơi, chị đạt được mục tiêu tài chính rồi, trời sướng sướng quá Phương ơi. Sau đó Phương chúc phúc các anh chị, truyền năng lượng cho các anh chị nói: trời gì, chị đạt được mục tiêu rồi hả, trời sao chị giỏi quá vậy, xuất sắc quá ghê. Đó, ăn mừng thành công. Hoặc là các anh chị thả một cái tin nhắn vào trong nhóm đó là: chào mọi người ơi, mình đã chinh phục được mục tiêu tài chính tháng 6 rồi đó, mình đạt được mục tiêu một tiền về 100 triệu rồi nhé. Yeah. Khi mình nhìn thấy được những cái dòng chúc phúc của mọi người đó, cái dòng chúc phúc của mọi người cứ liên tục lên và mình nêu nha. Đó lý do tại sao mà khi các anh chị nhìn thấy các anh chị ăn mừng thành công trong nhóm, các anh chị hãy nêu cái cảm xúc đó lại. Nêu là cảm xúc là gì? Đó, chúc mừng, xong rồi tên của mình vô là gì? Đã hoàn thành mục tiêu tài chính rồi. Các anh chị mà ăn mừng thành công hàng ngày, các chị nêu cái điều đó lại trong tâm trí của mình, nêu lại nha. Nên là cái việc ăn mừng thành công trong 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 nhóm nó rất là ý nghĩa các anh chị, để cho chúng ta nêu cảm xúc cho tiềm thức và để cho tiềm thức của mình ngày nào cũng thấy tiền về, cái tự nhiên nó quen á, nó quen cái tiềm thức á, nó quen cái hình ảnh, cái tự nhiên nó mang tiền về cho mình luôn đó. Nên là mình đang làm những cái hành động mà huấn luyện cho cái tiềm thức của mình á, huấn luyện cho tiềm thức, được không ạ? Rồi sau đó thì sao ạ? Kết thúc bức tranh ở đó luôn, kết thúc bức tranh nha. Sau đó cảm ơn tiềm thức, cảm ơn vũ trụ và giữ cho mình vẫn còn cái cảm xúc cao nhất và kết thúc bức tranh ở đó. Thấy nhiều anh chị là sao ạ? Ăn mừng thành công xong rồi rủ nhau đi cái này đi cái kia là hết cảm xúc rồi các anh chị, và bức tranh nó ngắn gọn hết sức có thể. Bức tranh là các anh chị như thế này, hình dung tưởng tượng là bây giờ mình đang ngồi cái khung cảnh đó, xong mình chụp cái hình lại là mô tả cái bức tranh đó, để cảm xúc vô, xong có hình ảnh và có cảm xúc nha, chứ không có di chuyển nữa đó. Hôm nay là một ngày rất tuyệt vời, tôi đã chinh phục mục tiêu tài chính, sau đó tôi mời vợ tôi đi ăn, tôi mời gia đình tôi đi ăn, rồi lên quán, rồi cái anh đó dắt xe vô, rồi họ mời chào mình, sao dài dòng với các anh chị tìm thức nó không hiểu gì cả. Nhớ bức tranh không có di chuyển nhiều, bức tranh chỉ đúng một cái khung cảnh thôi, đúng một khung cảnh nha. Ok không anh chị ơi? Các anh chị hiểu phần nào không ạ? Ok, bao nhiêu anh chị hiểu thì comment tôi hiểu nha, tôi hiểu. Các anh chị nào sáng ngày hôm nay mong muốn Phương sửa bức tranh cho không ạ? Các anh chị nào đã có bức tranh rồi và muốn Phương làm mẫu hoặc là đọc mẫu, các anh chị chụp nhanh gửi qua cho tin nhắn của Phương á. Phương sẽ sửa cho các anh chị xem một cái bức tranh và chúng ta xem thử là bức tranh của mình đã đạt được hay chưa, hay là chúng ta đã bức tranh của mình đã đủ cảm xúc hoặc là đủ chưa. Và các anh chị nhớ này, ngôn từ trong bức tranh á phải là ngôn từ tích cực nhé, phải là các anh chị ngôn từ tích cực, và tránh cái việc là các anh chị sử dụng cái ngôn từ nào mà ví dụ như nó liên quan tới cái việc mà không có vui, cái cảm xúc không vui á, thì anh chị phân biệt được cảm xúc, cái ngôn từ tích cực và không tích cực nha. Thì khi các anh chị cài vào bức tranh, tại vì bức tranh này các anh chị sẽ làm một bước nữa, đó là làm bài thôi miên và nghe hàng ngày. Và nếu như cái ngôn từ nào mà nó đi vào não bộ của mình thì chúng ta sẽ có cái điều đó, và tiềm thức thì nó không hiểu từ không đó. Ví dụ các anh chị hay dùng những cái từ là ồ mình đang cảm thấy là buồn chồn lo lắng hay là cảm xúc là không có vui á, thì đừng có đưa vào. Hoặc là nhớ nè, chọn bức tranh thì đừng có chọn là hôm nay trời mưa lâm dâm đó, tôi với gia đình tôi đang đi ăn tại một cái quán lẩu rất thơ mộng. Tại vì mình cái cảm xúc đó là mình cảm thấy nó cũng hợp lý, là sao trời mưa mát mẻ thì mình đi ăn lẩu nóng cũng được. Nhưng mà thường á, trong ký ức của mình á, thường trời mưa thì không có vui lắm. Thường thì trời mưa là lại gợi cho chúng ta có một cái cảm xúc nó không có tươi mới. Nên là nhớ mô tả cái khung cảnh thì mô tả khung cảnh thì chúng ta chọn cái khung cảnh nào mà nó tươi mới nha các anh chị. Tươi mới ha. Rồi các anh chị hạn chế là nước mắt. Hạn chế là mô tả luôn nước mắt ở trong đó luôn. Chúng ta chỉ nói là tôi hạnh phúc vỡ òa thôi. Chúng ta mô tả cái từ là hạnh phúc vỡ òa thôi, chứ đừng nói là ồ nước mắt tôi lã chã rơi. Đây là tiềm thức không hiểu là mang cho chúng ta những cái điều mà làm cho nước mắt rơi.
đúng không ạ? Đó, nên là đó là những cái mà lưu ý khi chúng ta làm cái bức tranh tài chính. Đó, tôi không biết là các anh chị nào có mong muốn tôi sửa bức tranh không nha. Rồi, các anh chị nào mong muốn Phương sửa bức tranh cho không ạ? Chúng ta sẽ còn khoảng một vài phút nữa ha. Anh chị nào mong muốn Phương sửa bức tranh thì gửi qua cho Phương. Bức tranh này quan trọng lắm. Rồi sau đó chúng ta sẽ xong cái phần bức tranh này nè. Chúng ta sẽ có cái mẫu nha các anh chị. Có mẫu. Có mẫu bức tranh. Các anh chị nào chưa có mẫu thì tí nữa sẽ nhắn cho cái người trưởng nhóm của mình gửi cho anh chị cái mẫu. Đôi khi là chúng ta hiểu là như vậy, nhưng mà khi mà chúng ta viết xuống á, thì chúng ta nếu mà có cái mẫu tham khảo, các anh chị nào cần mẫu thì nhắn cho cái người hỗ trợ của mình, được không ạ? Anh chị nào cần mẫu không, giơ tay Phương xem nào. Anh chị nào cần mẫu không? Còn nhiều vậy hả? Đó, các anh chị nhắn cho trưởng nhóm của mình ha, nhắn cho cái người mà hỗ trợ các anh chị vô nhóm á. Đó, thì các anh chị đó sẽ gửi cho mình một cái mẫu, là các anh chị tham khảo xem cái bức tranh mẫu á nó như thế nào. Sau đó thì chúng ta làm như vậy. Và nhiều anh chị hỏi Phương như thế này nè. Phương ơi, chị là kinh doanh. Thường thì thường là sẽ như thế này. Chị là kinh doanh nên là tiền về mỗi ngày, tiền về hàng ngày luôn. Vậy thì làm sao mà một cái ngày cuối cùng nó về nguyên cục như vậy, tự nhiên nó dồn về nguyên cục như vậy thì nó ok không Phương? Hoặc là các anh chị nào thắc mắc câu hỏi đó không ạ? Hoặc là bình thường là chị gọi là sao nhỉ, chị là bức tranh của chị là thường là ví dụ như mình chị hay nhận lương vào giữa tháng, nhưng bây giờ tự nhiên mình làm cuối tháng thì nó có đúng không Phương, nó có hợp lý không? Các chị nào thắc mắc như vậy không? Có thắc mắc thì Phương giải đáp luôn. Hoặc là các anh chị đang có thắc mắc gì nha, các anh chị nào mà đang có thắc mắc gì trong cái phần bức tranh thì các anh chị có thể đặt câu hỏi, tôi hỗ trợ luôn cho các anh chị hiểu nha. Đó, có đúng không ạ? Có. Rồi, Phương sẽ chia sẻ cái phần này nè. Đầu tiên á là một ví dụ như các anh chị nào mà kinh doanh mà hay nhận tiền mặt thì chúng ta có thể là nhận tiền mặt. Đối với các anh chị có cảm xúc nhiều á thì các anh chị có thể làm bức tranh là ngày hôm đó mình nhận nguyên cục tiền về, ok ha. Còn nếu mà anh chị nào mà hay chuyển khoản thì chúng ta sẽ làm cái bức tranh mà tiền về tài khoản. Và một cái điều lúc trước Phương cũng đã từng thắc mắc như vậy, có nghĩa là sao? Phương cũng kinh doanh mà, có nghĩa là tiền về hàng ngày, nhưng mà tới cái thời khắc có nhiều anh chị như thế này nè, tiền về của tôi lúc đó mà lúc ăn mừng thành công tiền về cộng vào tài khoản 50 triệu và tôi đã đạt được bức tranh là 100 triệu. Lưu ý cho Phương là bức tranh của mình chỉ có đúng một con số thôi, không được có hơn hai con số, không được có hơn một con số nha. Tại vì sao? Bức tranh của mình, não của mình như thế này, tiềm thức của mình nó không có hiểu, nó nói ủa bây giờ là cái con số nào, giờ là cái con số 100 triệu hay 50 triệu, nó không biết là nó không có làm đâu anh chị. Nên là chúng ta lưu ý là bức tranh của mình chỉ có đúng một con số thôi. Và quan trọng là cái cảm xúc của mình. Cái gì? Lưu ý là quan trọng là cái cảm xúc của mình. Nên là lý do tại sao mà hướng dẫn cái bức tranh là tiền về một lần như vậy. Tiền về một lần như vậy. Các chị sẽ có hai trường hợp ăn mừng. Một là ngày hôm đó là cái ngày mà các anh chị tổng kết lại và ngày hôm đó đã đạt được bức tranh luôn. Và chúng ta có thể là đi ăn mừng thành công. Chạm mô tả cái khung cảnh đó là ngày hôm đó tôi đã đạt được hết toàn bộ cái mục tiêu của mình rồi. Và lúc này đây mình cảm xúc vui vẻ, hạnh phúc như thế nào. Đó, mình cùng với người thân của mình, họ chúc phúc cho mình câu gì. Các anh chị có thể làm theo cái bức tranh đó. Hoặc là làm theo cái bức tranh là tiền về luôn ngay cái khoảnh khắc đó luôn. Thì cái nào có cảm xúc nhất với anh chị thì chúng ta viết ra. Được không ạ? Viết ra. Ngày xưa Phương cũng làm cái bức tranh là ngày hôm đó là cái ngày mà mình đã thành công hết rồi, sau đó mình cũng đi ăn mừng thành công, nhưng nó không có nhiều cảm xúc bằng cái cách là tự nhiên mình đang vui vẻ hạnh phúc, tinh tinh tiền về tài khoản đập vào trong mắt của mình, oh my god, cái số tiền là vài trăm triệu, vài tỷ, cái tự nhiên mình cảm xúc dâng trào anh chị.
mình cảm xúc kinh khủng luôn. Đó, thì quan trọng là anh chị nêu cái cảm xúc nha, quan trọng là chúng ta nêu cái cảm xúc thôi, nên là não của mình thì nó không biết đúng hay là thật. Quan trọng nếu mà anh chị có cảm xúc mạnh mẽ và chúng ta tin thì đó là thật, và cái điều gì nó lặp đi lặp lại bên trong tâm trí của mình thì cái não bộ của mình tin luôn và có khuynh hướng làm cái điều đó. Được không ạ? Được không anh chị ơi? À, nó giống như kiểu như thế này nè. Dù anh chị không thích cái bài hát đó, rất không thích nha, rất không thích bài hát đó, nhưng tự nhiên cái hàng xóm của mình hoặc con mình cứ mở lặp đi lặp lại, đảm bảo luôn, nghe tự nhiên nghe riết cả ngày đó, anh chị tự nhiên bục miệng ra hát cái bài hát đó. Hát xong nó, ủa tự nhiên sao mình hát cái bài hát này vậy ta, rõ ràng mình không thích cái bài hát này tự nhiên mình hát. Có không ạ? À? Có không anh chị ơi? Có đó. Tại vì sao ạ? Não mình hay lắm, có cái là nó cứ nghe nhiều và tự nhiên nó sẽ phát ra bên ngoài luôn. Nên là bức tranh của chúng ta các anh chị, chúng ta hãy tuyên bố là bây giờ xong cái phần bức tranh này. Xong phần bức tranh thì Phương sẽ hướng dẫn một vài cái kỹ thuật để chúng ta ám thị cho tình thức của mình, để chúng ta bức tranh nó vào não bộ của mình ha. Rồi anh chị đã ok hiểu phần bức tranh hết rồi đúng không ạ? Ok hết thì comment tôi cho Phương nha. Sau đó Phương sẽ chuyển sang cái phần là làm sao để chúng ta nêu cái bức tranh này. Tôi thấy nhiều anh chị tắt cam, chắc là giờ cũng đến giờ đi làm đúng không ạ? Rồi, nghe bức tranh nha. Bức tranh cực kỳ quan trọng. Ngày hôm nay chúng ta phải làm cho hoàn thành cho xong. Và các anh chị sau khi mà hoàn thành xong rồi á, các anh chị làm một bước nữa, đó là gửi cho cái người đang hỗ trợ mình á, để cho họ xem thử cái bức tranh của mình đã có cảm xúc hay chưa nha. Đã có đủ cảm xúc, đã đúng từ ngữ hay chưa để chúng ta làm bài thôi miên. Nên là chúng ta mà một từ không đúng ở trong đó thôi mà chúng ta không đúng á, thì chúng ta không đạt bức tranh thì nó rất là phí. Nên là phải làm chuẩn chỉnh nhất có thể. Được không anh chị? Nên ngày hôm nay là cái ngày đầu tháng mà chúng ta phải hoàn thành bức tranh trong cái ngày hôm nay. Đừng có la cà qua ngày mai ngày kia nha. Hôm nay Phương hướng dẫn rồi mà các anh chị ngày mai Phương hỏi mà các anh chị chưa có bức tranh thì các anh chị sẽ biết được là mọi người đi hết rồi, con thuyền nó đã ra khơi hết rồi, trong khi mình cũng chưa biết mình phải đi đâu về đâu cả, thì các anh chị sẽ không có cảm xúc nha. Ngày hôm nay là phải làm cho Phương cái bức tranh xong nha. Rồi ok. Rồi bây giờ thì một số những cái kỹ thuật này các anh chị, một số những cái kỹ thuật mà chúng ta sẽ đưa bức tranh mình vào tiềm thức. Đầu tiên là chắc chắn rồi, chúng ta sẽ làm bài thôi miên. Làm bài thôi miên thì sẽ có cái video hướng dẫn làm bài thôi miên á, nhưng mà Phương sẽ không có hướng dẫn lâu ở trên này đâu, tại vì chúng ta không có nhiều thời gian. Nên bài thôi miên đơn giản là các anh chị viết bức tranh xong, các anh chị có cái nhạc thôi miên offering đó, chúng ta dùng hai cái thiết bị, được không ạ? Dùng hai cái thiết bị, một thiết bị phát nhạc và một thiết bị để ghi âm, và chúng ta đọc cái bài bức tranh của chúng ta trên cái nền nhạc thôi miên bằng giọng thôi miên. Giọng thôi miên là cái giọng mà ngủ đi ngủ đó, cái giọng mà nhẹ nhàng dịu dàng đó, nhẹ nhàng dịu dàng, với chúng ta thu âm lại trên cái điện thoại của mình ha. Sau khi mà thu âm xong thì chúng ta sẽ nghe ít nhất là ngày 3 lần các chị nhé, nghe ít nhất ngày 3 lần cho Phương. Còn nếu mà các anh chị có thời gian trong ngày, khi nào chúng ta thư giãn thả lỏng thì chúng ta có thể như thế này nè, các anh chị có thời gian các anh chị ngồi tựa vào ghế của mình đó. Đó, các anh chị ngồi tựa vào ghế của mình, các anh chị nhắm mắt lại, cái bắt đầu hít thở, đưa mình vào trạng thái thư giãn thả lỏng, xong bật nhạc thôi miên lên nghe. Các anh chị nhớ nghe và hình dung tưởng tượng theo cái bài thôi miên của mình. Ok không ạ? Nghe và hình dung tưởng tượng theo cái nhạc thôi miên. Chứ có nhiều anh chị là sao ạ? Để cho tới khi mà buồn ngủ lắm rồi cái lên giường bật cái nhạc thôi miên cái ngủ chết. Phương đã từng như vậy đó các anh chị. Phương đã từng như vậy, lên giường bật cái nhạc thôi miên cái ngủ chết. Chưa kịp nghe cái gì luôn, chưa kịp và hình dung tưởng tượng cái ngủ mất tiêu rồi. Đó, nên là thường thì Phương sẽ nghe nhạc thôi miên là đó, Phương sẽ dựa Phương sẽ ngồi Phương nghe, sau đó Phương hình dung tưởng tượng trước đã. Ngày nào Phương đi ngủ các anh chị, ngày nào Phương đi ngủ, tháng vừa rồi các anh chị biết không ạ? Những cái điều tất nhiên là tháng vừa rồi là một trong những cái tháng mà thử thách, trong một trong những cái tháng thử thách trong công việc kinh doanh của Phương là có một cái
có một cái sự cố nó cũng rất là chưa có nhỏ xảy ra. Nhưng các anh chị thấy không, ngày nào Phương cũng vui vẻ hạnh phúc vì Phương biết là mọi thứ đến để cho mình thành công hơn. Đây là ngày nào Phương vui vẻ hạnh phúc, chứ thật ra nói về công việc kinh doanh, các anh chị sẽ luôn có những cái thử thách xảy đến, sẽ luôn có vấn đề, sẽ luôn có thử thách để cho chúng ta vượt qua. Nhưng khi mà chúng ta gặp những cái chuyện không vui, không thoải mái thì các anh chị sẽ nói à, cảm ơn vì cái điều này đã đến và tôi biết là nó đến để giúp tôi thành công hơn mà thôi đó. Nhưng mà trong tháng vừa qua là ở lúc mà Phương đặt cái bức tranh tiền của tiền trong tháng vừa qua về là 680 triệu, tối ngày hôm qua tổng kết thì tiền về tới gần 900 triệu, anh chị kinh khủng lắm đó. Nên là các anh chị ơi, tháng này đặt lên mục tiêu gấp đôi tiếp, gọi là tối ngày hôm qua ngồi cộng tiền mà thấy sướng luôn. Bây giờ các anh chị sẽ có cho mình một cái cuốn sổ, nếu mà anh chị nào kinh doanh á, các anh chị nào mà kinh doanh á, các anh chị phải có cho mình cuốn sổ để cộng cái số tiền về hàng ngày với mình nha. Đừng để hết nguyên một tháng rồi mình mới cộng lại, lúc đó là mình cứ ngồi nhớ ra không biết mình chi cái khoản nào, mình tiêu cái khoản nào, mình tiền về cho mình cái khoản nào. 1.000 Phương cũng ngày hôm đó 1.000 tiền về tài khoản, 1.000 Phương cũng ghi xuống. Ngày hôm đó Phương lượm được tờ 5.000 Phương cũng ghi xuống của tiền về của mình mà, đúng hả, tiền về của mình. Nên các anh chị sẽ giống như chủ tịch Nguyễn Diễm nói là cứ 3 ngày là tổng kết thành công một lần để đảm bảo cái tiến trình đi tới thành công của mình đó. Nếu như mà cứ khoảng 1 tuần 2 tuần rồi mà thấy chưa nhúc nhích gì cả là biết là mình đang có cái gì đó chưa đúng, là gọi lên cái người hỗ trợ hướng dẫn mình lại thêm, đúng không ạ? Đó, nên là khi mà cái bí kíp mà để mà Phương Phương đạt được cái điều đó, tháng vừa rồi quy mô kinh doanh cũng mở rộng nhiều lắm, mở rộng nó vi diệu lắm cả nhà. Có một cái là mọi người hỏi Phương là sao mà tốt được như vậy, có nghĩa là sao mà có thể có được những cái kết quả như vậy, thì Phương chỉ nói là Phương hay cầu nguyện, Phương cầu nguyện cả nhà, Phương rất là hay cầu nguyện, Phương thường xuyên cầu nguyện trong vài lần trong ngày cầu nguyện. Và khi mà cầu nguyện với lại Phương hình dung tưởng tượng, mà Phương mà rảnh cái là Phương ngồi bắt đầu như này nè, nắm mắt lại xong rồi hình dung tưởng tượng rồi cười một mình cả nhà, ngồi cười một mình. Tại vì các anh chị thấy một cái điều đó là các anh chị đi làm đó, các anh chị hay bị cuốn vào cái vòng xoáy của công việc, các anh chị quên mất cái mục tiêu của mình. Sáng ngồi với đồng học với đội nhóm thì nhớ mục tiêu, sau đó trong ngày cái quên mất mục tiêu, cái tối về mới lục ra rồi mới ngồi hình dung tưởng tượng. Không, Phương làm cái điều này thường xuyên trong ngày. Bức tranh của Phương là tự nhiên không không Phương cũng sẽ ăn mừng thành công, gọi là không có tiền về nhưng mà Phương cũng ăn mừng thành công, để Phương nêu cái cảm xúc, Phương nêu cảm xúc hàng ngày và Phương luôn giữ cho mình cái cảm xúc vui vẻ tích cực và hình dung tưởng tượng miết các anh chị. Và đặc biệt lúc buổi tối là cái khoảnh khắc mà Phương thích nhất đó, buổi tối trước khi đi ngủ bật nhạc thôi miên lên, cái bắt đầu ngồi nhắm mắt hít thở, xong rồi cái nhắm mắt lại hình dung tưởng tượng nha các anh chị nói là ô chị có nhiều cái mục tiêu lắm em ơi, giờ mình hình dung tưởng tượng nhiều nhiều thứ quá có được không, được không anh chị, được không ạ? Giờ là chị muốn là vừa đặt mục tiêu là chị muốn có mục tiêu tiền về trong tháng này là 500 triệu, rồi chị cũng muốn chuẩn bị mục tiêu 6 tháng của chị là có chiếc xe ô tô, rồi chị muốn mục tiêu 6 tháng của chị là sở hữu thêm miếng bất động sản, rồi muốn mục tiêu 6 tháng của chị là có thêm căn nhà, rồi tùm lum hết trơn, rồi cũng thích đi du lịch, rồi tùm lum hết. Giờ ngồi hình dung tưởng tượng mà nhiều quá, nhiều thứ quá, được không ạ? Được không anh chị ơi? Thì các anh chị có được không? Các anh hỏi Phương câu hỏi đúng không? Được không ạ? Không ai hỏi hả? Không ai hỏi thôi không trả lời nha. Các anh chị nào có sợ bị gọi là rối loạn trong tâm trí không ạ? Bộ não mình hay lắm anh chị ơi. Anh chị biết không? Một giây thôi mà nó nhận cả 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 một cái cả hàng tỷ thông tin. Một giây các anh chị, khoa học các anh chị chứng minh một giây anh chị có thể tích nạp được một cái cuốn sách mà cả 600 trang sách đó. Não mình đó các anh chị. Đúng rồi, đây là sao hả? Cứ hết bức tranh này chúng ta chấm dứt nha. Chúng ta ví dụ như hình dung tưởng tượng là cái khung cảnh là chúng ta sở hữu xe làm sao, cái ngồi lên chiếc xe, lái chiếc xe làm sao, hoặc là mình chụp hình với chiếc xe hoặc là gì đó. Mình phải làm xong hết cảnh này, sao mình sẽ đi qua cảnh kia nha.
nên là đó, nên là chúng ta không sao cả, bao nhiêu cũng được. Mục tiêu của Phương nhiều mục tiêu lắm, nên là buổi tối Phương cứ ngồi đó thư giãn thả lỏng, sau đó Phương hình dung tưởng tượng, sau đó Phương cầu nguyện. Phương cầu nguyện thì cái bài cầu nguyện đó các anh chị, cái bài cầu nguyện mà các anh chị đang được hướng dẫn trong nhóm của mình, bài cầu nguyện nó rất là hay đó. Cầu nguyện một cách chậm rãi, đầy cảm xúc các anh chị. Và cái lúc cầu nguyện nó tập trung vào chính bản thân của mình. Và các anh chị cầu nguyện đúng là như thế này, khi mà chúng ta cầu nguyện các anh chị sẽ cảm nhận một cái nguồn năng lượng cực kỳ mạnh mẽ chạy dọc ở bên trong cơ thể của mình. Nếu mà chị làm như vậy có nghĩa là anh chị đang cầu nguyện đúng, và anh chị đang có cảm xúc thực sự. Anh chị nào chưa có bài cầu nguyện không ạ? Chưa có bài cầu nguyện thì tí nữa buổi sáng các anh chị có gửi lên đó, các anh chị nhớ lưu lại và cầu nguyện. Ok ạ, cầu nguyện nhiều lần trong ngày nhé. Ok ha. Rồi tôi nghĩ là bây giờ chúng ta sẽ mai đi. Mai Phương sẽ chia sẻ thêm một vài bí kíp nữa. Thực ra cũng khá là nhiều bí kíp mà Phương ứng dụng. Để mà Phương làm được cái điều đó thì đạt được cái bức tranh thì nó nhiều cái thứ vi diệu xảy ra lắm các anh chị. Mỗi ngày Phương sẽ chia sẻ cho anh chị một xíu. Và Phương biết các anh chị biết đó, nhưng mà chúng ta phải làm nó thành một cái thói quen nha. Mà nó thành một thói quen, bây giờ cũng là 6 giờ rưỡi. Hết giờ rồi, giờ ngồi chia sẻ tới trưa cũng chưa hết bí kíp nữa. Chưa hết bí kíp. Các anh chị sẽ nhớ nè, đầu tiên là chúng ta cần phải có bức tranh rõ ràng chi tiết cụ thể. Sau đó chúng ta sẽ thực hiện cái bước thứ hai, đó là làm thôi miên. Thôi miên thì các anh chị để hiểu hơn á, các anh chị nhắn cho trưởng nhóm của mình gửi cái video hướng dẫn về cái bài thôi miên, hướng dẫn bài thôi miên nha. Tại vì thôi miên có một vài trường hợp chúng ta cần phải lưu ý, một số trường hợp cần phải lưu ý để các anh chị lưu ý cho Phương phải hiểu được sâu sắc là tại sao phải thôi miên. Đó, thì chúng ta làm cái bài thôi miên nha. Rồi làm bài thôi miên xong rồi buổi tối thường xuyên hình dung tưởng tượng cái bức tranh trong ngày và nghe thôi miên nhiều lần trong ngày, và tối và cầu nguyện nhiều lần trong ngày. Đó, thì cái đó là Phương chỉ nói sơ qua thôi. Còn lại ngày mai Phương sẽ mô tả cho anh chị là lý do tại sao cầu nguyện và những cái câu nào chúng ta nên thêm vào trong cái bài cầu nguyện của mình để cho nó có cảm xúc. Phương có một bài cầu nguyện mà Phương nói chính nhờ cái bài cầu nguyện đó mà quy mô kinh doanh và đội nhóm của Phương phát triển liên tục và rất mạnh cho anh chị. Rất mạnh, rất giỏi. Nên là Phương thấy đúng là cầu nguyện quá hay, cái bài cầu nguyện quá hay. Đó. Rồi, ok. Bao nhiêu anh chị hào hứng là ngày mai sẽ nghe thêm bí kíp của Phương nào? Thì comment tôi, ngày mai có mặt đúng 4:30 nha. Tất cả các anh chị ha. Rồi, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ kết thúc cái phần chia sẻ ở đây. Và nhớ, các anh chị sẽ nhớ rằng là mình có nhiệm vụ cần phải làm trong ngày nhé. Hôm nay mà chưa làm kiểu gì tối mà có 12 giờ chưa làm cũng phải chống đèn lên mà làm nha các anh chị nha. Đó, cái này là cái quan trọng nhất. Ok ha. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ dành ra các anh chị nào mà có bị bận việc, các anh chị bận việc các anh chị có thể thoát dung. Anh chị nào có thời gian thì ngồi lại với Phương, chúng ta sẽ thực hành lòng biết ơn sáng ngày hôm nay, ghi ra ít nhất 10 cái điều biết ơn nha. Chúng ta ghi ra ít nhất 10 cái điều biết ơn, các anh chị phải có cái sổ biết ơn cho mình đó các anh chị. Đó, có cho mình một cái cuốn sổ lòng biết ơn ha. Cuốn sổ lòng biết ơn là chúng ta ghi ra ít nhất 10 điều biết ơn và các anh chị biết ơn luôn những cái mục tiêu mà các anh chị đang mong muốn nha. Tôi vô cùng hạnh phúc và biết ơn. Đó là cấu trúc chúng ta ghi. Vì sao? Tôi vô cùng hạnh phúc và biết ơn. Chồng tôi ngày hôm nay đã nấu cho tôi một món ăn rất ngon. Ví dụ ngày hôm đó chồng chưa bao giờ nấu ăn, thử làm cái biết ơn cái này tự nhiên chồng này là yêu thương chiều chuộng mình liền luôn á. Thì ra các anh chị trao cái năng lượng và cái tình yêu thương lòng biết ơn. Hoặc là ví dụ con mình chưa ngoan thì các anh chị sẽ ghi xuống tôi vô cùng biết ơn, vô cùng hạnh phúc và biết ơn ngày hôm nay con của tôi tự giác ăn uống, tự giác học tập. Anh chị ghi riết đi rồi nó cũng sẽ có. Ghi đi ạ. Được không ạ? Rồi bây giờ chúng ta sẽ ngồi xuống ghi ra. Biết ơn những điều chúng ta đang có, đã có và muốn có. Ok ha. Đó, tôi sẽ share tí nhạc cho các anh chị chúng ta cùng ngồi ghi ha.